Mỹ điều tra 16 đại cử tri giả của ông Trump. Công tố viên Georgia thông báo điều tra 16 đại cử tri giả liên quan đến kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của ông Donald Trump. Cuối năm 2020, 16 người ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia vào kế hoạch loại bỏ đại cử tri đoàn chính thức của bang Georgia nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống. Họ ký vào giấy chứng nhận đại cử tri không chính thức và gửi nó tới cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ. Tài liệu nộp lên tòa án Georgia hôm 19 tháng 7 cho thấy, công tố viên hạt Fulton, Fannie Willis đã thông báo cho 16 người này rằng họ có nguy cơ bị truy tố. Trước đó, 11 trong số 16 đại cử tri giả đã được các công tố viên Georgia gửi thư thông báo rằng họ là mục tiêu điều tra chứ không đơn thuần là nhân chứng. Động thái của các công tố viên bang Georgia cho thấy họ đang tiến gần hơn tới các cáo buộc hình sự có thể đưa ra với những người từng tham gia kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. CNN trước đó đã đưa tin các quan chức thuộc chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã giám sát những nỗ lực đưa ra các nhóm đại cử tri giả ở 7 bang chiến trường mà ông Trump đã để thua. Sau khi thất bại ở cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2020, ông Trump liên tục cáo buộc đã xảy ra gian lận bầu cử và thực hiện loạt vụ kiện nhằm lật ngược kết quả, song không thành công. Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump ngày 6 tháng 1 năm 2021 tràn vào tòa nhà Quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình kiểm phiếu đại cử tri để công nhận ông Biden đắc cử. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào tòa nhà trong hơn 2 thế kỷ kể từ cuộc chiến năm 1812. 5 người thiệt mạng trong sự việc, gồm 1 cảnh sát và 4 người biểu tình, khoảng 140 cảnh sát bị thương. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 700 người liên quan đến vụ tấn công.